quý vị, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào lúc 4 giờ sáng 24 tháng 8 năm 2022, tâm bão số 3, tức bão Ma On, đang ở khu vực phía đông bắc Biển Đông, cách Hồng Kông khoảng 630 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 13. Theo đó, vùng biển có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, có bán kính khoảng 150 km tính từ vị trí tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km. Đến 4 giờ ngày 25 tháng 8, tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc và 113,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông khoảng 190 km về phía Nam Tây Nam. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất cấp 11, tức là từ 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo vùng biển nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới với gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên là phía Bắc vĩ tuyến 17 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 111 độ Kinh Đông. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao, chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Do ảnh hưởng của bão số 3, vùng biển phía đông, khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh từ cấp 6 đến cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, khiến biển động dữ dội. Dự báo từ tối và đêm 25 tháng 8 đến khoảng ngày 27 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 3. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của cơn bão số 3 cũng như các cảnh báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ thanh niên.vn và trên các kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.